Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ cập nhật mắt bắt én cờ rắt o bản vi 1.1 nhé. Thì bản này mình sẽ cập nhật gói âm thanh chân thực, anh em nghe thử nè. À, tâm vẫn như cũ nhé, tại vì bản này mình lên cho anh em để đầy đủ hơn thôi. Ngoài ra mình còn thêm mút di chuyển vô nhé, anh em xem nè. Nhìn đúng đã luôn. Chém nhìn cây kiếm như tặc răng vậy á. Mấy cái âm thanh thì nghe đã tai hơn. Để xem vài con búp nó như thế nào. Đây là con tiên cá hai mặt nè. Tại sao mình nói vậy thì anh nghe thử khi nó bị đập nhé. Nó tên nghề cưỡng phải o. Tên hoài luôn. Đập nó luôn dên hoài. Đập xong vẫn còn dên. Mình thử mặc bộ rát rộng vô nhé. Nhìn cũng ra gì phết. Link tại dưới comment hoặc mô tả video 10 like.